Xin chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý cô bác, nước là một phần tất yếu của sự sống. Việc uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể một cách ổn định, duy trì thân nhiệt, cơ thể luôn ở mức bình thường, mà còn giúp loại bỏ các chất độc hại, chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Đặc biệt với tính chất thời tiết hanh khô của mùa lạnh này, việc uống nước càng trở nên quan trọng hơn, bởi nước sẽ giúp cô bác giữ ẩm cho các cơ quan và cải thiện làn da, đồng thời có thể loại bỏ chứng đau đầu, ngăn ngừa bệnh tim và giảm huyết áp cao. Mặc dù uống nước là một việc đơn giản, diễn ra thường ngày trong cuộc sống, thế nhưng không phải cô bác nào cũng biết uống nước như thế nào là đủ và đúng cách để có lợi nhất cho sức khỏe. Bởi vậy nên có 4 sai lầm phổ biến khi uống nước mà cô bác thường mắc phải. Đó là 4 sai lầm gì? Vì sao chúng lại gây hại cho sức khỏe? Cô bác hãy cùng theo dõi chương trình ngay sau đây nhé! Sai lầm thứ nhất đó là chỉ uống nước khi khát. Nhiều cô bác không có thói quen chủ động uống nước hay thường đợi đến khi thấy khát rồi mới nhớ ra việc uống nước. Tuy nhiên, khi cô bác cảm thấy khát cũng chính là một dấu hiệu cho thấy cơ thể đã trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Các chức năng của cơ thể cô bác cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Để thực hiện quá trình trao đổi chất và đào thải các chất cặn bã thừa ra ngoài cơ thể, thận cần phải có đủ nguồn nước để vận hành xử lý. Nếu như cô bác không uống nước trong một thời gian dài, lượng nước tiểu sẽ bị giảm, đồng thời nồng độ chất thải và chất độc chứa trong nước tiểu của cô bác sẽ tăng lên. Nếu để tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến chức năng của thận của cô bác. Vì vậy, cơ thể của cô bác lúc nào cũng thoát nước liên tục thông qua việc thở, đổ mồ hôi. Nên ngay cả khi không thấy khát, thì cô bác cũng nên chủ động bổ sung nước ít nhất 2 tiếng một lần. Cô bác hãy lưu ý nhé! Thứ hai là uống nhiều nước hơn mức cần thiết. Việc cô bác bổ sung nước một cách mù quáng chưa chắc đã tốt cho sức khỏe. Theo khuyến cáo thì các bác trai nên uống khoảng 3,7 lít nước mỗi ngày, còn các cô bác gái thì uống khoảng 2,7 lít. Tuy nhiên, con số này không chỉ đến từ lượng nước uống thông thường mà còn đến từ tất cả đồ ăn thức uống như canh, rau, củ quả mà con người nạp vào cơ thể. Cô bác đừng ép cơ thể nạp nhiều nước hơn mức cần thiết. Uống quá nhiều nước có thể khiến thận của cô bác bị quá tải. Ngoài ra, việc cô bác uống quá nhiều nước có thể khiến các chất dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng bị đào thải ra ngoài thông qua nước tiểu rất nguy hiểm. Cô bác có thể chủ động tính lượng nước lọc cần uống mỗi ngày như sau. Có lẽ cô bác cũng từng nghe nhiều lời khuyên rằng nên uống 8 cốc nước mỗi ngày, tương đương với 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, kích thước cốc của mỗi người, khối lượng tập luyện và chế độ sinh hoạt của mỗi cô bác là khác nhau. Vì vậy, tiêu chuẩn 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày không thật sự phù hợp với tất cả cô bác. Có cô bác lại cần uống ít hơn 8 cốc nước là đủ, nhưng cũng có cô bác phải uống nhiều hơn con số đó. Trên thực tế thì có một cách đơn giản để cô bác đánh giá lượng nước uống đã đủ hay chưa, đó là nhìn vào màu sắc của nước tiểu. Nếu nước tiểu của cô bác trong và trong suốt có màu vàng nhạt, nghĩa là cô bác đã uống đủ nước. Nếu nước tiểu có màu sẫm và có mùi nồng thì cô bác cần uống thêm nước. Cô bác hãy lưu ý điều này để nạp lượng nước vào cơ thể của mình một cách phù hợp của bác. Sai lầm thứ hai khi uống nước mà cô bác cần tránh phạm phải là thường xuyên sử dụng nước hoa quả, nước có ga, cà phê thay thế cho nước lọc. Nhiều cô bác có thói quen thích uống các loại nước ngọt, cà phê hay sử dụng nước hoa quả thay cho nước lọc. Tuy nhiên điều này là một sai lầm, bởi không gì có thể thay thế được nước lọc trong việc cân bằng chức năng hoạt động của các tế bào và thanh lọc cơ thể. Hơn nữa, bất kể loại nước giải khát nào trong quá trình sản xuất cũng đều có thêm các chất phụ gia khác nhau. Những chất này khi vào cơ thể của bác sẽ rất dễ gây cản trở lưu thông máu, khiến các cô bác mắc các căn bệnh như tiểu đường, béo phì, cao huyết áp và suy thận. Đặc biệt, trong các loại nước ngọt luôn chứa rất nhiều đường, khi cô bác hấp thụ vào cơ thể thường sẽ làm tiêu hao rất nhiều nước. Do vậy, các loại nước này không những không làm dịu được cơn khát của cô bác sau khi uống, mà còn có thể khiến cô bác cảm thấy càng khát hơn, không hề tốt một chút nào. Một sai lầm nữa khi uống mà có lẽ rất nhiều cô bác đang mắc phải đó là uống nước trong khi ăn. Nhiều cô bác có thói quen sử dụng nước lọc hay nước hoa quả trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là một thói quen vô cùng có hại cho sức khỏe của cô bác. Một lượng lớn axit dịch vị trong ruột và dạ dày được sử dụng để tiêu hóa thức ăn. Cô bác uống nước trong khi ăn sẽ làm giảm nồng độ axit dịch vị, từ đó ảnh hưởng và làm quá trình tiêu hóa của cô bác diễn ra chậm hơn. Do vậy, trong bữa ăn, cô bác không nên sử dụng quá nhiều loại đồ uống.
Nếu cô bác thật sự khát thì có thể uống nước canh, bởi chất đạm, dầu và các thành phần khác trong canh sẽ giúp kích thích tiết dịch vị tiêu hóa, làm quá trình tiêu hóa thức ăn được diễn ra trơn tru hơn. Và sai lầm thứ tư khi uống nước cô bác cần tuyệt đối tránh đó là uống nhiều nước sau khi tập thể dục. Sau khi vận động, chức năng tiêu hóa và hấp thụ của đường tiêu hóa của cô bác tương đối yếu. Lúc này nếu cô bác bổ sung một lượng lớn nước sẽ rất dễ làm loãng và khiến nồng độ muối trong máu của cô bác giảm xuống dưới mức bình thường, khiến cho quá trình bài tiết của cơ thể của bác bị mất ổn định, ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý của cơ thể, gây ra cảm giác đầy bụng, đau họng, buồn nôn, thậm chí là trường hợp nặng hơn sẽ làm tổn thương tới chức năng của não và phổi. Cô bác rất nguy hiểm. Thưa quý cô bác, vừa rồi là 4 sai lầm cần lưu ý khi uống nước thường ngày mà nhiều cô bác mắc phải. Cô bác hãy lưu ý để không phạm phải những sai lầm như vậy, để việc uống nước không trở thành mối nguy hiểm cho sức khỏe của cô bác và người thân. Thưa cô bác, không phải cứ uống nước vào buổi sáng là chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Để việc uống nước phát huy được tác dụng đối với sức khỏe, tiêu biểu là hỗ trợ quá trình trao đổi chất, thì các cô bác cũng cần phải chú ý tới các khung giờ vàng để uống nước trong suốt cả một ngày nữa. Vậy đâu là khung giờ tốt cho việc uống nước và vì sao cần phải uống nước vào những khung giờ đó? Trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ cùng quý cô bác đi tìm hiểu chi tiết về khung giờ tốt cho việc uống nước để khỏe mạnh, sống lâu trên 100 tuổi nhé! Nước có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể của bác. Nó là dung môi của tất cả phản ứng ở trong cơ thể của chúng ta. Đồng thời, nước còn có vai trò vận chuyển những chất dinh dưỡng giúp đào thải những độc tố ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu, qua đường mồ hôi hay qua hơi thở. Nước cũng giúp cơ thể chúng ta điều hòa thân nhiệt qua hiện tượng bốc hơi mồ hôi trên da. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Bệnh viện Quân y 110, có hai loại nước tốt nhất đối với cơ thể đó là nước lọc và các loại nước thảo mộc, thảo dược để giúp kiểm hóa cơ thể, giúp đào thải các độc tố tốt hơn. Mặc dù có vai trò rất quan trọng, nhưng ngày nay có nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Nhiều lúc này cơ thể đã chuyển qua giai đoạn thiếu nước trầm trọng rồi. Theo các chuyên gia, mỗi người nên thực hiện việc uống theo 3D, tức là uống đúng, uống đủ và uống đều. Trong ngày có 4 thời điểm vàng cô bác nên thực hiện uống nước. Vậy thì 4 thời điểm vàng là những thời điểm nào? Cô bác hãy tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi, cô bác nhé! Thời điểm vàng đầu tiên mà cô bác cần uống nước đó là khi mới ngủ dậy. Theo lời khuyên của các bác sĩ, ngay sau khi cô bác vừa thức dậy, chưa cần đánh răng rửa mặt thì chúng ta nên uống luôn 300-500ml nước ấm, với điều kiện là cần đánh răng trước khi đi ngủ tối hôm trước để đảm bảo khoang miệng giờ đây có nhiều lợi khuẩn. Bởi sau một đêm ngủ dài, enzyme amylase ở nước bọt tiết ra kháng thể IgA trong nước bọt sẽ giúp cho đường tiêu hóa của cô bác khỏe mạnh hơn. Ngoài ra lúc này nước bọt sẽ có môi trường kiềm cùng với lợi khuẩn giúp dạ dày của cô bác được trung hòa, bớt một phần axit. Việc cô bác uống nước khi vừa ngủ dậy, cô bác nên uống ở tư thế đứng và có thể uống nhanh hơn bình thường. Thực tế đây cũng là phương pháp uống nước được người Nhật áp dụng, gọi là phương pháp làm sạch đường tiêu hóa hàng ngày, rất tốt cho sức khỏe và tuổi thọ. Ngoài ra sau khi cô bác uống nước thì cô bác cũng nên kết hợp với vận động nhẹ. Cách này giúp làm sạch đường tiêu hóa, kích thích nhu cầu đi vệ sinh vào buổi sáng. Trong lúc đi đại tiện buổi sáng, cô bác nên dùng tay phải xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Đây là chiều thuận theo nhu động ruột, nó giúp cho đại tràng của cô bác hoạt động chiều thuận chiều và việc đi vệ sinh dễ dàng hơn. Từ thói quen này áp dụng rất tốt cho những cô bác đang gặp vấn đề về táo bón. Thời điểm tiếp theo mà cô bác nên uống nước đó là trước các bữa ăn. Trước bữa ăn từ 15-30 phút, bác sĩ khuyên cô bác nên uống khoảng 150ml nước. Cô bác nên uống nước vào thời điểm này để tiêu hóa có thời gian chuẩn bị, cũng như giúp cơ thể của cô bác giảm bớt cảm giác thèm ăn. Như vậy sẽ giúp cô bác hạn chế việc đưa quá nhiều lượng thức ăn calo vào cơ thể. Thông qua đó sẽ phòng tránh được các căn bệnh như béo phì, thừa cân. Cô bác hãy nhớ thời điểm uống nước quan trọng nhé! Trước khi tắm cũng là thời điểm mà cô bác nên bổ sung nước. Một thời điểm vàng mà mọi người nên bổ sung nước kịp thời đó là trước khi tắm. Khi cô bác đi tắm, cô bác kỳ cọ thì các lỗ chân lông ở da sẽ được giãn nở và bốc hơi nước. Lượng nước mất đi rơi vào khoảng 150ml. Vì vậy, cô bác cần uống nước trước khi tắm để tránh cho việc mất nước quá nhanh dẫn đến khô máu, dễ hình thành các cục máu đông. Đó cũng là lý do vì sao có nhiều trường hợp bị đột quỵ ở trong nhà tắm. Khoảng 30 phút trước và sau khi tập thể dục buổi tối, cô bác cũng nên bổ sung nước cho cơ thể.
Theo các chuyên gia nghiên cứu, việc các cô bác uống quá nhiều nước trong khi đang tập thể dục hay vận động sẽ gây ra các phản ứng phụ không tốt. Trong quá trình luyện tập cường độ cao, nhiệt độ tăng lên khiến cơ thể cô bác cảm thấy nóng, nên cô bác thường uống nhiều nước để giải tỏa. Tuy nhiên, uống nhiều nước trong lúc này sẽ làm cạn kiệt các chất điện phần, dẫn đến cô bác bị đau đầu, buồn nôn và chóng mặt. Nguy hiểm hơn, nó còn có thể tác động đến những cô bác có tiền sử bệnh tim bởi vì nó làm tăng căng thẳng tim. Đó cũng là lý do vì sao các bác sĩ hay các chuyên gia y tế luôn khuyên cô bác uống nước trước và sau khi tập thể dục 30 phút thì sẽ tốt hơn. Và cuối cùng, cô bác hãy uống một cốc nước trước khi đi ngủ nhé. Đặc biệt là trước 30 phút, cô bác hãy lưu ý. Thời điểm này, mỗi cô bác nên uống 150-200ml nước bởi trong 6-8 tiếng, ruột, cơ quan hô hấp, cơ quan tiết niệu của cô bác vẫn đang hoạt động, vẫn tiếp tục đào thải nước. Nếu cô bác để thiếu nước thì đến khoảng 4-5 giờ sáng, cơ thể rơi vào trạng thái co máu. Và đó cũng là lý do vì sao các cụ già hay bị đột quỵ tai biến vào lúc đầu giờ sáng 4-5 giờ. Để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ vào sáng sớm, cô bác nên uống nước trước khi đi ngủ, nhất là vào thời điểm ban đêm. Chất oxit nitric giảm xuống thấp và cũng dễ hình thành các cục máu đông hơn. 5 thời điểm vàng để uống nước trong ngày này không có nghĩa là cô bác chỉ uống trong 5 khung giờ này. Cô bác hãy cố gắng duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, trải dài từ sáng đến tối, với lượng nước khoảng 2 lít là tốt nhất. Nhưng cô bác cũng đừng quên 4 thời điểm quý giá này bởi nó mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Thưa quý cô bác, uống nước tưởng chừng là một việc rất quen thuộc hàng ngày, nhưng nó lại có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe, đặc biệt là uống nước đúng thời điểm, thậm chí còn giúp cô bác ngăn ngừa những căn bệnh thông thường. Vậy nên việc chú ý về khung thời gian vàng để uống nước sẽ giúp sức khỏe của cô bác được cải thiện và khỏe mạnh. Và bên cạnh việc uống nước đúng cách, sống khỏe mỗi ngày cũng mong rằng cô bác luôn giữ được thái độ lạc quan, tinh thần thoải mái để sức khỏe được duy trì ở trạng thái tốt nhất, từ đó sống thật vui, thật khỏe bên con cháu. Cô bác thân mến, thời lượng dành cho video ngày hôm nay đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi. Quý cô bác thấy những thông tin mà chúng tôi mang đến có thú vị và bổ ích không ạ? Đừng quên để lại những bình luận, những thắc mắc của mình ở phía dưới video này để chúng tôi có thể trả lời trong những tập tiếp theo. Bên cạnh đó, quý cô bác đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này đến những người thân yêu của mình để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác.